Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thoại Sơn vừa sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ từ huyện đến cơ sở tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và tổ chức nhiều hoạt động nổi bật, thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Cụ thể như triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vào dịp lễ Tết, hỗ trợ xây mới 2 mái ấm tình thương trị giá 50 triệu đồng, triển khai mô hình mẹ đỡ đầu. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã nhận chăm sóc nuôi dưỡng 5 trẻ mồ côi với mức hỗ trợ 500.000 đồng một tháng đến khi đủ 18 tuổi. Hưởng ứng phong trào phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, hội cơ sở đã củng cố 17 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 20 km. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được hội quan tâm triển khai thực hiện, phối hợp mở 4 lớp dạy nghề có 120 học viên tham gia. Có 80% học viên có việc làm sau khi học nghề, duy trì hoạt động của tổ liên kết sản xuất, thu hút gần 300 lao động với mức thu nhập bình quân từ 2,5 đến 3 triệu đồng. Dịp này, Bảo hiểm xã hội huyện lồng ghép triển khai kế hoạch phối hợp tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và triển khai mô hình ống heo tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho hội viên phụ nữ năm 2022.